KFC không calo, thêm chanh, thêm đã. Mobifone 5G, tốc độ nâng tầm trải nghiệm. Giấc mơ to em đứng sân bay, ngồi đằng sau ôm xe công nghệ phòng căng đến trường quay. Tối thứ bảy bố mẹ ở nhà ông tivi, chờ mãi chẳng thấy cái thằng con ra thi. Vậy đừng hoài nghi vì anh đang loay hoay nên vẫn chưa thể ôm được em ngay lúc này mà sao? Sao anh cứ vì nghĩ suy sụp đầu ly bị từ từ tí đi. Anh cũng biết là chỉ vì càng ngày càng mệt rồi nên chẳng thể đưa em đi quay city. Sorry babe, tin anh đi bên cần thời gian hay là kệ là lứa, anh sẽ đưa em đi khắp cả nước. Chỉ đi vấp ngã rồi anh có thể kinh nghiệm, chỉ đi bạn xấu để sống tốt hơn. Dành thời gian và anh chửi vội vã, học cách yêu thương và những lúc em giận hơn. Cả nhà vui chỉ đi nồng nảy, yêu đời lắm vậy mọi em cũng vậy. Phải trừ đi hết những điều xấu khó dễ đơn giản có thể như chỉ mình anh có thể. Mang bao nhiêu tiêu cực kia đi, chạy về nhà hân hoan, quên drama cứ vì chưa đi nên chẳng cười ngân vang. Bao tháng năm anh sống vì mình cùng đam mê đi lang thang, chẳng bận lòng như lo lắng lăn tăn để sống tốt hơn anh chứ. Cho mình thành cao bốn ba tự sự bao năm ta vẫn lưu truyền nét đẹp của đồng bào. Con xin ơn trên giang rộng vòng tay để cứu lấy đồng bào, mong miền Bắc đoàn kết và kiên cường vượt qua dòng bão. Bao nhiêu thiệt hại mà con đã thấy, không muốn thêm lần nào. Con mong tất cả thiên tài biến mất, xóm làng không sao. Chất
chất lượng như là chiếc bánh ít lời và nhiều nhân. Ít nói cộc lời nhưng khi all man cần phải hiểu lần. Anh muốn sống có ích, và anh muốn sống có ích, ích nước lời nhà. Anh muốn sống có ích, lan tỏa năng lượng tích cực tích phước đời qua. Bên ngoài ô kính kệ lu, bên trong miệt mài bô kích. Không thích làm theo mô típ, thật là vài xoắn anh không phải tô vít. Bánh chất tép cơ rô bê, dân tôi xây không để tâm vô ích. Sao đi đây luôn để tâm vô địch, bạc 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 là cả trăm cô thích. Nhân cách mẹ sẽ không kiếm ra được lời. Con đợi công việc xong xuôi con về với mẹ đã gọi là tuyệt vời. Mẹ dạy con cách nhìn đời, cách xử lý khi ưu phiền tới. Chăm chỉ chứ không được rong chơi. Mẹ ơi con làm được rồi. Cười mẹ xa nhớ đợi ngày xa lè. Mẹ dạy đừng flex bằng đồ và kè. Phong cách làm người của anh ấy là bước ra đời đàng hoàng và tử tế. Hành trang chỉ có một trang cười. Mẹ bảo mang đi thì nhớ mang về. Yêu ai thì nhớ mang về. Nhân ái thì anh nhớ mang về. Tài khoản mà nhân 2 nhân 3 thì thằng Android cũng phải nhớ mang về. Anh đã từng làm nhân viên, nó dạy anh cách đối nhân và xử thế. Cắp đấu anh gọi là nhân duyên. Ở 79 ông anh củ nghề. Nhân quả đến với người giả dối. Nhân thêm nhân đức đừng nhân cơ hội. Baby chồng em là lời sự thật đằng sau bộ mặt giả dối. Em bảo với anh là alloy với người em yêu cả sáng cả tối. Anh bỏ nhân gian và tới chỉ mong baby em không nói xả lời. Họ nhún nhảy, lưu van rap. Cộng hưởng thêm tần số, đang tìm chỗ để canh tác. Cộng đồng bọn anh xây như là mây bay quanh map. Nên bọn anh cộng thành tích để mà đi lên top. Cộng điểm 10 khi anh thi trên lớp. Được gì dễ thì mình ưu tiên trước. Cộng tài khoản để mang đi quyên góp. Cộng mục tiêu phải vượt qua tầm mắt. Trong phòng thu hoạt động quá tần suất. Cộng tình cảm chỉ được mang vật chất. Giữ quan hệ với những người gần nhất. Cộng cho anh thêm nhiều niềm vui, còn nhiều tiền tiêu cộng căng đầy túi. Trừ đi từ cục trong đầu anh vẫn còn đang bủa vây chất cao thành nuôi. Nhân tài sống bên com đó lại bọc anh đâu có ngại hiên ngang không lớn cui. Chia team lưu vân cùng Nhật Hoàng làm con nhạc chất thầy Big Fat. Ôi giờ chuẩn chỉ anh đâu làm quan loa. Anh thích cộng chứ không phải à ha. Gọi điện thầy về cho mama. Alo mẹ ơi vì con hết mana. Nhàn gầu anh đang ngồi trả đá. Để mà mới quen chỉ nên thơm vào má. Muốn ô tô thì anh có cả hàng. Nhưng mà là hàng bước chân lên sân khấu cùng khán giả say ơi. Nhật Đoàn đứng đầu dây. Anh em làm nhạc chất. Fan thì cứ ngây ngất. Cộng thêm giọng cho hay. Hay thì phải giơ tay. Yêu các bạn quá mức. Chiều nay đủ lưu ban lên sân khấu bắn bao. Lên sân khấu bắn bao. Rap làm sao cho chất. Fan thì cứ ngây ngất. Còn anh làm nhạc hay. Hay thì phải giơ tay. Yêu các bạn quá mức. Số duyên thêm đầy vi. Cộng thêm người anh em hợp ý. Cộng thêm nhiều điều thơm được ghi. Cộng thêm mỗi ngày thêm một tí. Có 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 mỗi ngày thêm một tí. Một công tay nặng là thành công ơi. Đoàn kết sẽ hóa đá thành một nhành bông ơi. Hiện thực hóa những thứ anh từng hằng mong ơi. Cầu thêm niềm tin và nghị lực hai bàn tay của anh như này cũng đó là thành công. Yêu thương đâu chỉ có nam nữ. Mỗi lần giúp nhau cũng là một loại thương. Ương mầm những điều tích cực đến khi đâm chồi anh đâu có ngại vương. Anh học cách làm người tốt giấu cặp luôn có trong đại cương. Riêng lẻ ta là một giọt nước cộng
một đại dương. Khi có sự cộng hưởng biến đổi dao động đã giá trị cực cao. Nhìn vào mắt cộng sự để hiểu vấn đề chứ không phải đo thị lực nhau. Anh như là cánh hoa giữa đời nhờ ông nhờ bướm mang nhụy mật trao. Vì lẽ loi là một món ăn sẽ là món mang theo hương vị thật đau. Nên thay vì liên tục đi một mình thì anh chọn cách liên kết tất cả tâm hồn với nhau. Một mình anh sẽ không thể nào mà đi đến những giấc mơ cho dù tung hoành tới đâu. Tụi anh chăm làm với nhau vượt qua trăm ngàn hố sâu. Một cây thì chẳng làm nên non nhưng mà ba cây còn lại lên hồn núi cao. Chân lên sân khấu cùng khán giả say. Nhật Hoàng đứng đầu dây, anh em làm nhạc chất. Fan thì cứ ngây ngất cộng thêm giọng cho hay. Hay thì phải giơ tay yêu các bạn quá mức. Chiều nay rượu lưu van lên sân khấu bảnh bao. Lên sân khấu bảnh bao rap làm sao cho chất. Fan thì cứ ngây ngất còn anh làm nhạc hay. Hay thì phải giơ tay yêu các bạn quá mức. Và anh chị ấy cũng khéo lắm. Chỉ cho men say đôi chuyện sâu, vui lần sâu. Let it flow. Không fly cam như anh đèn mơ. Bay với bros. Let it flow. Dạ lại tâm sự với và say mùi đi. Chuyện quay mà vẫn thành show giải trí. Hoa đi với người đã để quý. Vì chân thành là giá trị Tennessee. Yeah, sun birthday, nhiều ly chưa hết sạch. Chưa nhập birthday, lý do tim bịch mạnh. Yeah, và nếu em muốn dỗ thì mới dỗ được anh. Nhưng quan trọng là phải biết chia. Yeah, my lady, với anh thì chưa là thế. Như thành toàn bill, biết cái cửa để khiến nàng mê. Đi thi không phải để thi, đôi khi là tìm dịp tỉ tê. Hòa chung một bầu không khí, dù quấy ngày đừng ai đi về. Lời còn lại chia cho quân ly, do anh sắp lên miên. Đôi trải lòng, đối với anh là những khoảnh khắc thiên liêng. Lưu giữ nó vô tấm hình, chúng mình cùng chia sẻ một bộ. Cùng nhau hát bài này, ai thấy thích thì bổ một share. Chia gì đừng chia ly. Ngồi vào bàn ta gió tới khi trời khuya đi. You feel me. Cùng vào cả đi hết nghĩ suy. Cùng chia gì đừng chia ly. Đã là em anh biết sống phải có chủ đích. Luôn là thích tích cực trong giây phút mình nâng ly. Sản phẩm lơ chít nó không phải chít lo đồ comic. Từ cái tâm chứ không phải chạy đua thành tích mà sân si. Anh em không chỉ cuộc vui mời đáng để say. Mà vẫn luôn bên cạnh lúc ta rớt ta suy. Về kinh nghiệm vẫn luôn khiến nó phải quá nể ngay. Khi nghe những lời chia sẻ từ quân ly. Và cái tên là oách thiệt từ tông giọng đến cách diện. Trong mọi thước đo thì giá trị của anh luôn tách biệt. Tâm trí thành thực không mất thời gian cho những thứ sách việc. Tổ chức trên bàn đã đông hơn thua ở hai chữ trách nhiệm. Cứ em mật mà không để em khô tóc này môi. Như hải bột thương nhau hạt thóc bẻ đôi. Chỉ nói điều chân thật không cần lời là lời. Cứ chia anh mà việc khó để em một đời xả hơi. Tìm anh Big không thể giang bộ bằng điều gì khác. It makes art from the heart. Chia sẻ cuộc sống này với tất cả chúng bữa tiệc của âm nhạc. Và câu gì hát cùng chia đi để chia ly. Ngồi vào bàn ta gió tới khi trời khuya đi. You feel me. Cùng vào tạm đi hết nghĩ suy. Cùng chia đi để chia ly. Đừng để mình phung phí phút giây này. Chia đi. You feel me. Phép chia mà biết thương, biết yêu biết chia là nét luôn. Không mỏ ép không cố trở thành tấm gương. Chỉ là chẳng thấy sự ganh ghét của xuất hiện mỗi một mét vuông. Có mặt ở đây nhờ công sức cha mẹ chia nhau. Xã hội phát triển là nhờ cộng đồng cùng chia nhau. Ai ích kỷ tớ mới bạn ra ngoài kia mau. Thay đổi nỗi sầu anh em mình chia nhau. Cùng chia đi để chia ly. Mua vào bàn ta gió tới khi trời khuya đi. Chia nhau, ngắt đôi nỗi sầu anh em mình chia nhau, xen đôi nỗi sầu anh em mình chia.
xin mời phần A bar của Cozy, em chọn beat số mấy ạ? Yeah, cho em xin con beat số 1 đi ạ. Oh. Beat số 1, Cozy, go! Yeah, wait, yeah. Mong phải đẹp an toàn, giữ trên môi nụ cười rạng ngời. Tìm được người bạn đời, không yêu đương nở với tạm thời. Người khen em đẹp dù lớp make up đã trôi sau một ngày rời. Tôn trọng phụ nữ là lỗi thì tim anh bích đáng tội tay trời. Mong những nữ siêu anh hùng, chưa có nam đi cùng tìm thấy hạnh phúc như mong đợi. Chúc mấy bạn tránh được dài hư, yêu mấy bao chung tình đồng sau mi tùng. Không được khối cô truy lùng, nhưng yêu em suốt không ngừng rời. Ê, những người thật thà và không nuốt trôi đi lời. Anh ta không cãi nhau từng đừng và luôn thao túng, xin em đừng. Ê, đừng vội tin vào những mưu kế ai kia dùng khi mắt sưng húp đôi mi trùng khi không ai giúp em canh chừng. Yeah. Wow. Ok, xuất sắc, xuất sắc. Xin mời Nhật Hoàng. Cho em con biết số 2 đi ạ. Đến bây giờ Nhật Hoàng mới nhận ra là mình không thể nào mà sống thiếu 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 nữ. Cần một nàng thơ cứu 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 chữa. Trái tim cần thêm xíu 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 lửa. Để đem bằng chiếu 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 nữa. Nhiều lúc cũng hơi liên thuyền phiên phiên. Giống như chuyên viên không chuyên liên miên. Muốn yên không yên bên trong khuôn viên công viên. Luôn phiên như đang thôi miên. Nhưng mà em duyên, anh muốn hai đứa mình nên duyên. Anh sống một cuộc đời tên Lim. Anh chỉ muốn thấy nụ cười của em. Nên đừng rủ chiêu rồi ngồi xem phim. Ai ai cũng có người quan trọng giống như anh biết. Không thể thiếu cô Ly. Cuộc sống nó không có người phụ nữ. Chẳng khi nào cho anh thở mà thiếu oxy. Trời ơi. Căng quá. Trời ơi. Kill the beat. Mấy điểm? Trời ơi. Chấn động anh em ơi. Ok, bưng tô phở ra coi. Mời anh rồi. Cho em xin beat số 1 đi ạ. Xin mời beat số 1 với anh rồi. Dạo này có những việc này anh này suy tư. Khi mà 8 người còn lại trông như thiếu nữ. Đồng hành cùng họ đến cả thiếu ngủ là phản quỷ. Đó mà anh lại thấy chỉ toàn quỷ sứ. Anh biết Nhật Hoàng lắp hèn và câu gì. Là lướt anh bày lưu văn và quân lì. Mấy bạn thiếu nữ rap Việt đến mà khuân đi. À mà khuân an rồi vì chỉ mình anh là manly. Tim anh thiếu nữ, tim anh thiếu nữ. Như nhà thiếu mái, như cây ngay bị thiếu trái. Tim anh thiếu nữ, tim anh thiếu nữ. Đã không biết chị em phụ nữ, tim mình thiếu ai. Yes sir, thích yêu tất cả mọi người. Ngon lắm, ngon lắm. Ok, cho em xin beat số 2 ạ. Hold on. Tay phải anh chẳng cầm tay ai, tay trái anh cầm mai. Xin chào tất cả các bạn khán giả, đây là anh trai C2. Tuy thiểu nữa nên là đôi lúc anh ngại. Tạm anh em trên con mẹ mà thầy lại. Tạm thiên tài chứ không phải thiên tai, đây là được việc. Yeah. Flow này anh chưa ra nhiều gu. Flow này anh chưa ra đồ cu. Flow này anh chưa ra nhiều gu. Pulling with my crew. Ok. Turn. Hi. Rồi tốt rồi. Một tràng pháo tay nữa để cổ vũ cho Left Hand. Ok, HTV2, anh em rap lên cây mai. Big Team 2.0, full đàn ông, thiếu nữ. Tại vì sao thì các ông biết chứ. Tại vì là người ta có vợ rồi. Người ta sợ vợ rồi à. Hơi bị khó cho Trần Nam Cường. Chị Lý ấy sợ đang lừa mỡ rã rải. Tìm thiếu nữ, nhưng mà anh bảy thì không thiếu nữ. Và tất cả ngày dưới nắng hay là đi thì rap Việt thì anh không thiếu chứ. Đơn giản anh chơi như kiểu dư. Chơi nhạc kiểu cũ. Anh Thái bảo là có cái bài này hay. Anh thấy vậy thì catchy là anh em hiểu chứ. Xem mấy đi nồi. Đến em ạ. Ok, à, tới em. Cho em xin có biết số 2 ạ. Phụ nữ trẻ, phụ nữ trap. Trái tim anh giờ tràn đầy acid. Cần em dùng hòa bằng một ít bạc sờ. Tặng em cô lộ bát habit. Nhưng mà em lại bảo thích hoa cơ. Vì buồn mình cũng ngã khi yêu. Nhẫn cười anh làm để video. Vì điệu lên anh muốn vì hôn. Nhưng anh thông báo mỗi khi thấy vì an. Vì con không phải ghen xịn. Vì gì có thì anh để trong vi tính. Trong văn mảnh dai mỗi khi lưu văn ghi hình. Chẳng có tính lúc anh vẫn thấy được vi sinh. Chọn lựa, kỹ tính. Boy phổ đưa vẫn theo được quy trình. Làm trước chứ không phải
Lưu Vem. Dạ, cảm ơn mọi người ạ. Và tiếp theo Đăng Răng To. Chào mọi người ạ. Em vẫn muốn thử sức ạ, vì tất cả những người anh em của em đã đang đứng ở đây. Em muốn làm một điều gì đó. Cho em có biết số 2 ạ. Thiếu nữ trong mấy bên đang đứng ngoài kia, tao phải check in. Thiếu nữ chân dài nhưng chưa bao giờ đội thiếu những nhân tài. Để mà nói về đẹp trai của Big Team trao giải, mồ hôi nhễ nhại phong thái khoan thai. Yes sir, anh đẹp trai như anh không thiếu nữ. Ở trong rap việc có một chị xu thiếu nữ, dù là vợ yêu hay là chị hay là mẹ hay là bà hay là cô, anh cũng được coi là tiểu thư. Hạ tông giọng tôi chào hội chị em, đừng có to tiếng không được tội chị em. Rồi chẳng còn là em ấy, và dù tuổi có 30, anh vẫn sẽ tự mỉm cười tặng em một bó hoa tươi là lươn. Muốn cảm thấy rất nhiều. Và để mà chốt lại vòng 83 này thì MC được giới thiệu, đây là Big Team Edma Cypher. Cho MC có biết số 2 ạ. Team chúng tôi toàn dài nên là gặp một vấn đề rất là nan giải. Big Team 2.0 về để do anh Tuấn đẹp trai phân công. Quân ly đá thỏng khỏi sợ ai tấn công. Chủ của cả đội vừa được 2 tấm xong mới nhận ra là đội này về beat toàn dương tính. Sau một thành viên toàn nam, thêm cả ông Đăng, Lưu và Bảo, thành man. Đội này ai gặp cũng phải say mê, bởi vì trong này chỉ toàn hơi men. Ai vừa thốt lên là hay ghê thì xin cánh tay của bạn đó giơ lên. Và nếu như bạn là nữ bày bảo tuyển thẳng thế anh Vũ ơi. Nói thế là các bạn hiểu chứ, bởi vì đội này quá thiếu nữ ơi. Quá thiếu nữ ơi. Theo đính nhạc rõ ràng, Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21 giờ 15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8.